Đầu là phần tin liên quan đến thế giới thưa quý vị. Bản tin đến từ Israel cho biết là người dân Do Thái biểu tình trước cửa của nhà Thủ tướng Netanyahu. Khoảng 5.000 người dân Do Thái biểu tình, họ tuần hành từ tàu từ cầu Kors cho đến phố Adza ở Jerusalem, ngay trước nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Họ dơ biểu ngữ và đốt lửa trên con phố, kêu gọi ông phải từ chức và đổ lỗi cho chính quyền của ông ta về việc không đạt được tiến triển trong thỏa thuận giải cứu con tin ở Gaza và giải quyết chiến sự yếu kém. Người biểu tình hô khẩu hiệu, vẫy cờ và đánh trống ở trước rào chắn của cảnh sát, yêu cầu tổ chức bầu cử ngay lập tức. Một người có con trai đang bị giam ở Gaza, cáo buộc Thủ tướng chỉ quan tâm đến chiến thắng ở Gaza và để duy trì quyền lực. Bà khẳng định là sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn nào dưới chính quyền của ông Netanyahu. Người biểu tình cản trở giao thông và đốt lửa trên tuyến phố của trung tâm Jerusalem. Cảnh sát đã phải khôi phục trật tự sau khi người biểu tình đốt lửa và một nhóm người khác định phá hàng rào của cảnh sát Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích cuộc biểu tình, cho rằng hành vi kích động chống lại Thủ tướng đã vượt qua lần danh đỏ Vào cùng ngày, khoảng 3.000 người biểu tình tập trung bên ngoài nhà riêng của Thủ tướng ở thị trấn Sarajevo nằm về miền Tây của Do Thái và yêu cầu đưa con tin trở về cũng như lên án về việc máu đã đổ những cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra ở các thành phố khác trên toàn đất nước. Biểu tình diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza bùng phát và các cuộc giao tranh qua biên giới với Hezbollah ở Lebanon có nguy cơ sẽ leo thang. Tuy nhiên, phong trào biểu tình vẫn chưa thay đổi được cục diện chính trị và ông Netanyahu vẫn giữ vững thế đa số ổn định ở trong quốc hội. Canada lập kế hoạch di tản hơn 20.000 người khỏi Lebanon. Tướng Wayne Iris, tham mưu trưởng quân đội Canada, vừa tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với CBC News rằng nước này đang xây dựng một loạt kế hoạch di tản khẩn cấp công dân tại Lebanon trong trường hợp chiến tranh tổng lực nổ ra giữa Israel và Hezbollah. Ông nói số lượng công dân Canada dự kiến di tản có thể khoảng 20.000 người, dựa trên số liệu từ chiến dịch vào năm 2006. 18 năm trước, quân đội Canada đã phối hợp với đồng minh đưa khoảng 15.000 người rời khỏi vùng chiến sự, trong đó phần lớn là công dân Canada. Theo trang web của chính phủ Canada, có 40.000 đến 75.000 công dân nước này đang sống ở Lebanon. Tướng Wayne Aire cho biết, lãnh đạo các quân đội đồng minh đã họp và thảo luận về nguồn lực, phương án thực hiện. Theo ông Canada không thể thực hiện chiến dịch này một mình mà sẽ do liên quân thực hiện. Canada đã gửi một đội cố vấn quân sự đến Lebanon sẵn sàng hỗ trợ đại sứ quán ở Beirut điều phối di tản trong kịch bản chiến tranh nổ ra. Quân đội Canada cũng cử một nhóm công tác đến đảo Cyprus để chuẩn bị hậu cần, trong đó có việc bảo trì máy bay quân sự. Canada vào cuối năm ngoái đã cử một nhóm 500 quân nhân đến Cyprus làm nhiệm vụ tiền trạm cho các kế hoạch. Tin đến từ Argentina, Quốc hội Argentina thông qua gói cải cách kinh tế của tổng thống Javier Milei Hôm nay, Quốc hội của Argentina thông qua gói cải cách kinh tế của Tổng thống Milley sau cuộc tranh luận kéo dài. Dù luật được thông qua với 148 phiếu thuận, 107 phiếu chống. Gói cải cách kinh tế bao gồm việc khôi phục đánh thuế thu nhập. Bên cạnh đó cũng có những ưu đãi về thuế, thuế quan và ngoại hối để khuyến khích đầu tư vào đất nước vốn đang bị khủng hoảng kinh tế này. Với gói cải cách mới, Tổng thống Milley đã được bật đèn xanh để ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế trong một năm có thể giải tán các cơ quan liên bang và tư nhân hóa hàng chục công ty nhà nước. Trước đó, chính phủ của ông Milley đã áp dụng một chương trình tài chính thắt lưng buộc bụng toàn diện và quyết liệt. Với mục tiêu là đưa mức thâm hụt ngân sách trở về là zero vào cuối năm nay để nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kinh niên. Tuy nhiên, việc cắt giảm ngân sách bao gồm có cả việc dừng những công trình công cộng cùng với việc đồng peso mất hơn 1 phần 2 giá trị trong tháng 12 vừa qua đã bóp nghẹt sức mua của người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế và nhà khoa học chính trị Pablo Thigani nhận định, việc gói cải cách kinh tế của Tổng thống Milley được thông qua là một thành công lớn của chính phủ. Song về mặt kinh tế, chuyên gia này cảnh báo là sẽ có sự quay trở lại với các chính sách thời thập niên 90, với việc bãi bỏ những quy định tư nhân hóa và mở cửa nền kinh tế vô điều kiện. Điều này sẽ giáng đòn nặng nề vào trong ngành công nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia. Chính phủ Bolivia nhận tin tình báo về âm mưu đảo chính. Chính phủ Bolivia vừa nhận được tin tình báo về một âm mưu đảo chính từ vài tuần trước, nhưng không rõ thời điểm xảy ra. Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Eduardo del Castillo nói với Unitel rằng Tổng thống Luis Arce nhận tin báo về một âm mưu gây bất ổn từ vài tuần trước, nhưng không ai biết chắc khi nào sẽ xảy ra với tính chất như thế nào. Ông Del Castillo đưa ra bình luận sau khi giới chức Bolivia chặn thành công âm mưu đảo chính do tướng Juan Jose Juniga, người vừa bị Tổng thống ake cách chức tư lệnh lục quân dẫn đầu. Juniga chiều 26 tháng 6 tập hợp một số đơn vị quân đội tại quảng trường ở thành phố La Paz, nơi đặt trụ sở chính của chính phủ, tìm cách mở đường vào vụ tổng thống. Các binh sĩ tham gia đảo chính sau đó rút lui. Cảnh sát Bolivia giành lại quyền kiểm soát quảng trường. Bộ trưởng Del Castillo cho biết cảnh sát bắt tổng cộng 17 người liên quan đến cuộc đảo chính, trong đó có ông Juniga cùng cựu tư lệnh hải quân Juan Ane Salvador và đang truy lùng những nghi phạm khác. Ông Juniga gần đây tuyên bố cựu tổng thống Evo Morales không được phép tái tranh cử năm 2025 và dọa sẽ bắt ông này. Theo Bộ trưởng Del Castillo, Juniga bị cách chức tối ngày 25 tháng 6 vì hành vi không phù hợp với hiến pháp và mô tả tướng quân đội này bình thản trước thông tin đảo chính. Theo ông Del Castillo, không ai có thể ngờ rằng ngay ngày hôm sau lại xảy ra một âm mưu đảo chính bất thành. Văn phòng Tổng công tố Bolivia cuối ngày 26 tháng 6 ra thông báo truy tố ông Juniga thực thi mọi nỗ lực cần thiết để xác định những người liên quan và sẽ áp đặt hình phạt cao nhất theo pháp luật với kẻ đứng đằng sau. Ukraine ký thỏa thuận an ninh với Liên minh Âu châu. Thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Liên Âu vừa được Tổng thống Zelensky ký với Chủ tịch Ủy ban Âu châu là bà von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Âu châu ông Jacques Michel tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở nước Bỉ. Theo thỏa thuận, Ukraine cam kết cải cách an ninh, tình báo và quốc phòng theo quy định hướng đến gia nhập Liên Âu. Kyiv cần phải tăng cường minh bạch và giải trình liên quan đến khoản hỗ trợ nhận được cũng như đóng góp cho an ninh của Brussels. Liên minh của Âu Châu, Liên minh Âu Châu cam kết sẽ tiếp tục viện trợ quân sự sát thương và phi sát thương, huấn luyện cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình Âu Châu. Quỹ hỗ trợ Ukraine, Quỹ Hòa bình Âu Châu thì sẽ có ngân sách là 5.3 tỷ Mỹ Kim cho năm nay. Ông Charles Michel đã viết trên mạng xã hội rằng những cam kết này sẽ giúp cho Ukraine tự vệ, tránh bất ổn và gian đe những hành động gây hấn trong tương lai. Ukraine vào cùng ngày còn ký những thỏa thuận an ninh tương tự với Litva và Estonia, vốn là hai quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu. Trước đó, Ukraine cũng đã ký thỏa thuận an ninh song phương với hơn 10 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp cho nước này bảo đảm an ninh, đồng thời mở đường cho Kyiv có thể gia nhập vào khối NATO cũng như là Liên minh Âu Châu trong tương lai. Anh quốc cảnh báo lượng vi khuẩn E. coli rất cao ở sông Thames. Ngày 28 tháng 6, các nhà vận động chất lượng nước của Vương quốc Anh cảnh báo về lượng E. coli rất cao ở sông Thames phía Tây London, chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc đua chèo thuyền Henley Royal Regatta. Nhóm River Action cho biết các nhà khoa học từ nhóm Henley và Mole đã phát hiện lượng vi khuẩn E. coli cao hơn 27 lần so với mức mà cơ quan môi trường của chính phủ Anh cho phép là có thể dùng để tắm. Cụ thể thông qua sử dụng máy phân tích E. coli Fluidine đã được tổ chức y tế thế giới xác minh và kết quả do Earthwatch phân tích, các xét nghiệm cho thấy lượng E. coli lên tới 25.000 CFU là đơn vị đo lượng số lượng vi khuẩn trên 100 ml. Giám đốc điều hành River Action, James Wallace cho rằng tình trạng ô nhiễm sông rất có thể là lỗi của nhà cung cấp nước Thames Water. Ông còn yêu cầu các nhà cung cấp nước phải ngăn chặn việc xả nước thải chưa qua làm sạch gây nguy cơ mắc bệnh nặng cho người sử dụng sông và đa dạng sinh học của dòng sông. Bởi theo ông, đây là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Ông Wallace còn kêu gọi chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 7 kiểm soát cuộc khủng hoảng ô nhiễm nước và bảo đảm các công ty nước, bao gồm cả Thames Water, đầu tư khẩn cấp vào việc nâng cấp các nhà máy lọc sạch nước hải và sửa chữa hạ tầng cơ sở bị rò rỉ của họ. Thủ đô Vienna của nước Áo vẫn tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới. Thủ đô Vienna của Áo Quốc một lần nữa được xướng tên là thành phố đáng sống nhất trên thế giới theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit là cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc về Tập đoàn Dịch vụ Thông tin và Truyền thông Toàn cầu. The Economist, ở trong đó có báo The Economist. Vienna được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới ở trong giai đoạn từ 2018 đến 2020. Sau 2 năm gián đoạn, Vienna tiếp tục nhận được danh hiệu này kể từ năm 2022. Theo thông cáo báo chí mà Economist Intelligence Unit đưa ra vào ngày hôm qua cho thấy, chỉ số nơi đáng sống toàn cầu đánh giá sự thành công của Vienna là nhờ các yếu tố gồm có sự ổn định chính trị, xã hội, chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục duy trì vị trí thứ hai, trong khi thành phố Zurich của Thụy Sĩ thì đứng hạng thứ ba. Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là thành phố Melbourne của tiểu bang Victoria của nước Úc và thành phố Calgary của Canada. Đồng hạng với Calgary là thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Trong top 10 có đại diện của khu vực châu Á Thái Bình Dương, đó là thành phố Osaka của Nhật và Auckland của New Zealand. Ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, thành phố Tel Aviv của Do Thái tụt 20 bậc xuống đến vị trí thứ 112 do mất điểm đánh giá về yếu tố sự ổn định trong bối cảnh xung đột giữa Do Thái và phong trào hồi giáo Hamas đang nổ ra ở Gaza từ tháng 10 năm ngoái. Economist Intelligence Unit xếp hạng 173 thành phố trên toàn cầu dựa trên 5 tiêu chí quan trọng gồm có sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và hạ tầng cơ sở.